Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, chiều nay ngày 2 tháng 2 năm 2024 cũng nhân đúng 3 tháng ngày mất của cha Pero Nguyễn Văn Tường, ngày 2 tháng 11 năm 2023, ngày 2 tháng 2 năm 2024. Tại phòng khám cha Tường yêu thương cho công và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, anh Phạm Xuân Dũng, trước đây là trợ lý doanh nghiệp tư nhân cha Pet Tường yêu thương cho không, nay là trưởng ban truyền thông Viện Khoa học Chăm sóc Sức khỏe Việt Nam, đã nhận lời mời của các thầy tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không, đã đến thăm chúc Tết các thầy bệnh nhân tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy. Trước buổi đón tiếp, anh Phạm Xuân Dũng đã thắp hương cầu nguyện cha Pero Nguyễn Văn Tường. Tại buổi đón tiếp, anh Phạm Xuân Dũng có thầy Võ Duy Tiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cha Tường yêu thương cho không, anh Bùi Văn Thưởng, phó giám đốc, cùng các thầy, thầy Quý, thầy Thanh, thầy Hạnh. Phát biểu tại buổi đón tiếp, anh Phạm Xuân Dũng, trưởng ban truyền thông Viện Khoa học Chăm sóc Sức khỏe Việt Nam, rất vui mừng vì sự nỗ lực của các thầy, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương đã phục dựng lại phòng khám rất khang trang, sạch đẹp, vì mục tiêu phục vụ bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà cha Pero Nguyễn Văn Tường đã dạy. Đồng thời, anh Phạm Xuân Dũng cũng rất xúc động vì các thầy đã mời anh về phòng khám phụ trách trưởng ban truyền thông phòng khám và thực hiện video clip gắn bản dành riêng một phòng khang trang để anh Phạm Xuân Dũng thực hiện nhiệm vụ truyền thông thuận lợi hơn. Phát biểu tại đây, các thầy bày tỏ niềm vui mừng vì anh Phạm Xuân Dũng đã nhận lời mời của các thầy dành chút thời gian tham dự lễ hoàn thành phát đồ hỗ trợ điều trị ung thư, đạt kết quả lành tính đáng mừng của các bệnh nhân và lễ mừng vì đã phục dựng lại phòng khám để có nơi làm việc tốt hơn. Đồng thời, bổ nhiệm mới anh Phạm Xuân Dũng làm trưởng ban truyền thông cho phòng khám, tạo điều kiện phát triển phòng khám mạnh hơn, đó cũng là tâm ý của cha Pero Nguyễn Văn Tường. Dịp này, anh Phạm Xuân Dũng đã trao tặng phòng khám một máy lọc nước hỗ trợ cho bệnh nhân và hai đèn năng lượng mặt trời. Thì hôm nay Xuân Dũng rất là vui mừng khi quay trở lại phòng khám và đồng hành hỗ trợ cùng với các thầy để giữ gìn cái đường lối yêu thương cho không của cha. Như mọi người đã thấy thì phòng khám của cha đã được trùng tu và tôn tạo cũng như làm lại rất là hoành tráng, rất là đẹp. Đẹp hơn so với ngày trước mà cha còn sống, đúng không nha? Phải chăng lời nói của cha rất lương nghiệm? Nếu mà cha nằm xuống thì các học trò của cha sẽ còn giỏi hơn cha rất nhiều. Và nói gì thì nói, bây giờ Dũng đang thấy điều đó rồi quý vị. Có lẽ cha đã biết trước điều này. Vì cha biết nhìn người, nhìn những người mà để cha truyền đạt lại, truyền dạy lại như thế nào. Và để tiếp xúc cùng với các bệnh nhân cũng như đồng hành cùng các thầy, thì hôm nay Xuân Dũng mang xuống tặng cho phòng khám một cái máy Hydrogen kiềm của hãng Robot. Cái máy này thì nó không kén nước đầu vào quý vị ạ. Nó không kén nước đầu vào và nó cho ra được nước chất lượng từ nước RO, tức là nước tinh khiết 7.0 cho đến nước kiềm 9.5. Và nó giàu hydrogen, do đó nó có lợi, rất có lợi cho các bệnh nhân. Đặc biệt thì những người bình thường mà nếu sử dụng cái nước kiềm qua cái máy này thì nó cũng là để phòng ngừa bệnh rất là tốt. Và Dũng nghĩ rằng mỗi gia đình và tất cả mọi người chúng ta nên sắm cho mình một cái máy như vậy để bảo vệ sức khỏe. Xuân Dũng muốn rằng là chúng ta nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đừng có đến khi bệnh rồi đến kiếm các thầy, thì lúc đó chúng ta sẽ hơi vất vả. Đó. Thì về cái máy này thì mọi người có thể xem qua đây. Máy tạo nước kiềm giàu hydrogen và nó có 3 loại nước. Loại nước đầu tiên là pH 7.0, ba loại nước, và nước đầu tiên là nước trung tính 7.0 hay còn gọi là nước RO. Đó. Nước thứ hai là nước kiềm 1 có độ pH từ 8.0 cho đến 8.5, và nước kiềm thứ hai đó là pH khoảng từ 8.5 đến 9.5 quý vị. Và cái máy này gồm có 9 cấp lọc với công nghệ của Hàn Quốc và được hãng Robot phát triển và làm nên. Thì hãng robot thì nó đã có những cái kỷ lục châu Á và kỷ lục Việt Nam chúng ta. Như mọi người ở đây, nó có ghi là chữ xác lập kỷ lục ở đây. Thì vì sao mà nó có những xác lập kỷ lục như này á?
thì Xuân Dục không muốn nói thêm cho hàng robot, mà nếu như ai mà có rảnh thì cứ gõ lên trên trang web máy lọc nước robot thì mọi người sẽ hiểu hơn. Thì tại vì Dũng làm truyền thông cho robot nhưng mà cũng vừa thôi. Cái phần mà nói về cái lục là nữa này, robot nó không trả tiền cho Dũng chứ Dũng không nói. Cái lúc này khi mình sụp lửa. Nói vậy chứ Dũng muốn mọi người không phải nghe Dũng nói mà hãy nghe những chuyên gia của thế giới cũng như chuyên gia của Việt Nam, chuyên gia của robot nói về cái máy lọc nước robot hơn là Dũng nói. Dũng muốn nói về phòng khám và nói về cách hướng dẫn để mà điều trị phòng bệnh cũng như ngăn ngừa bệnh cũng như điều trị bệnh ung thư. Yêu thương cho con của cha Phêrô Nguyễn Tường, công nghệ nano, cha nano và thảo dược nano. Dũng muốn nói cái vấn đề đó nhiều hơn là quảng cáo cho những cái hàng nước này. Tuy nhiên thì Dũng thấy rằng đây là một sản phẩm của Việt Nam, người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam và để thể hiện lòng yêu nước. Và đây là nó, công ty robot là công ty đầu tiên của Việt Nam mình sản xuất ra máy ion kiềm cũng như máy kiềm. Thì nó đã làm một cái cho chúng ta, giải quyết cho chúng ta về cái thiếu nàn, thiếu nước kiềm. Mà phần lớn trước đây thì chúng ta muốn sử dụng máy ion kiềm phải nhập khẩu từ nước ngoài về. Thì robot nó đã giải quyết được cái vấn đề thiếu hụt cái lượng nước ion kiềm. Thì khi mà giải quyết được cái vấn đề đó thì Dũng tin rằng nếu như sắp tới nhà nhà đều có máy ion kiềm cũng như máy lọc kiềm thì bệnh tật nó sẽ được đẩy lùi. Sức khỏe nó được nâng cao lên, đề kháng nó cao hơn, tốt hơn và bệnh tật nó không còn đến với tất cả chúng ta nữa. Đó, Dũng mong như vậy. Thì cái máy này Dũng sẽ test cho mọi người xem thử rằng là cái nước mà ở đây nó có đạt hay không quý vị ha. Rồi, hiện tại bây giờ là máy đang để chế độ đưa vào đây, Dũng không biết là nó đã đủ nước hay chưa. Nhưng mà ở đây mọi người thấy là cái TDS đổ vào nó rất cao. TDS đổ vào nó đến 290 và TDS đổ ra nó là gần như là về không rồi, tức là nó lọc rất là chuẩn. Đó, công nghệ lọc, công nghệ của Hàn Quốc rất là tốt luôn. Rồi bây giờ Dũng sẽ lấy nước tinh khiết. Rồi lên quá đẹp luôn. Để qua lấy nước kiềm 2. Kiềm 2 là kiềm 1 là kiềm 8 chấm, kiềm 1 là 8 chấm đến 8.5. Đây hai kiềm. Ồ, đó. Đúng là 8.8.5 là nó khác liền phải không? Đại diện công ty, các thầy cũng đã chân thành cảm ơn anh Phạm Xuân Dũng và gia đình đón Tết trong không khí vui tươi và hạnh phúc, ngập tràn niềm vui. Đồng thời, anh Xuân Dũng cũng chúc các thầy và bệnh nhân tại phòng khám luôn sống vui, sống khỏe để được Chúa ban hồng ân và mau chóng lành bệnh để trở về với gia đình và người thân.